Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 266. Có công đoạn mà Ấn Tổ ngày khuyên những người bị bệnh rất là hay. Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tận sẽ nhanh chóng lành bệnh. Đem toàn thân buông xuống để niệm Phật, tiêu nghiệp rất hay. Nghiệp tiêu thì bệnh lành. Nếu chẳng buông xuống được, cứ mong được khỏe lại. Nếu chẳng được khỏe lại, chắc chắn không cách chi được vãng sanh. Vì chẳng nguyện sanh, chẳng hiểu rõ đạo lý này, còn mong cậy vào Phật từ lực nữa ư? Tất cả những người niệm Phật chúng ta nghe những đoạn văn này của chư tổ dạy để răn nhắc mình, đừng có để uổng một đời tu của mình. Quý vị, rất là uổng. Những lời này quá xác thực rồi. Chúng ta học Phật, chúng ta hiểu được rằng mỗi một người chúng ta đều có một cái số mệnh và thọ mạng. Khi đến lúc thọ mạng phải ra đi thì mình phải ra đi. Nên mình mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà khi gặp sự việc bệnh đau một chút thì bắt đầu là mình hụt hẳn lên hết. Vậy thì cái việc mà niệm Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta là giả, không có thật, không có tính nguyện chút nào. Cái người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị nghe lời Ấn Tổ dạy rõ ràng đúng không? Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tặng sẽ nhanh chóng lành bệnh. Chúng ta nghe cái đoạn này thôi để nhắc nhở mình. Còn mình là người niệm Phật, bây giờ vừa gặp bệnh gì cái là mình chuyển qua niệm cái khác để cầu hết bệnh. Vậy thì quý vị cọ vào lời tổ sư dạy có phù hợp không quý vị? Người như vậy dù quý vị có niệm Phật nhiều cỡ nào cũng không được giáng sanh. Tại vì sao? Vì không có tín nguyện thì sao giáng sanh? Dù bây giờ có tu bao nhiêu chục năm nhiều cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà đi ngược lại lời tổ dạy là tiêu à. Tổ nói rằng là người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tặng sẽ nhanh chóng lành bệnh. Còn mình thì bây giờ người niệm Phật khi gặp bệnh thì bây giờ mình chuyển cái phương pháp khác để cầu hết bệnh. Quý vị coi phải ngược không? Ngược hoàn toàn rồi. Tự nhiên mỗi ngày bây giờ mình dụng công mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình gặp bệnh đau gì cái mình chuyển qua mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu hết bệnh. Không lẽ bây giờ quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu giáng sanh?
Nếu là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu giảng sanh, vậy thì quý vị niệm ai với Đạo Phật để cầu giảng sanh đi. Đó là bổn nguyện. Còn bây giờ quý vị chuyển qua niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là quý vị cầu hết bệnh. Nên cũng có những công đoạn Án Tổ ngày khuyên mình cũng nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là tùy thuận một số người, người ta nương vào bổn nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cứu khổ cứu nạn. Còn mình bây giờ là niệm Phật, mục tiêu là để cầu sanh cực lạc, thì công đoạn này tổ sư nhấn mạnh cực kỳ quan trọng, nên gọi là lời khuyên cho người bệnh. Nên tất cả những người chúng ta đang bị bệnh ung thư hay bệnh gì đó, bác sĩ nói rằng là bệnh này bác sĩ chạy, quý vị nghe được công đoạn này nên quý vị nên chân thật niệm Phật. Tại vì niệm Phật đang mở ra cho mình một con đường để giải thoát, tại sao mình không chân thật niệm? Nếu mình chân thật mà niệm câu Phật hiệu này thì mở ra cho mình một con đường giải thoát này là quá tuyệt vời. Sống ở cõi đời này mấy chục năm ngắn ngủi, cuộc đời con người cuối cùng cầm theo được cái gì quý vị? Vậy mà cũng có những người niệm Phật, có những người tu cũng nhiều chục năm, khi bệnh đau gì chút xíu thì sợ hú hồn hết. Nếu như cái tâm mà sợ như vậy thì kể như chịu thua. Nếu như thọ mạng mà đến với người này là người này chắc chắn không giáng sanh. Mà trong lục đạo luân hồi thì nhất định họ ở trong đó, họ không bao giờ được giáng sanh. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu mà để mà cho chúng ta quyết chí luôn. Nếu như đời này bạn không giảng sanh gì cực lạc thì đọa địa ngục. Nếu như chúng ta chọn đọa địa ngục thì chúng ta bê tha. Còn nếu như chúng ta chọn giảng sanh gì cực lạc thì nhất định chúng ta dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn trong tất cả mọi lúc mọi nơi để mót câu Phật hiệu. Tổ sư có một câu nói rằng, nếu người thật sự vì sanh tử thì họ sẽ dụng công trong mỗi lúc mỗi nơi, lúc nào họ cũng mót câu A Di Đà Phật. Còn người không thật sự về sanh tử thì tất cả những lời khai thị đều là hí luận. Mình thật sự mình muốn sanh về cực lạc thì mình phải nhìn nhận được cuộc đời này vô thường và khổ đau. Mình phải tin cõi này là khổ đau cùng cực, thế giới cực lạc là an vui tự tại, thì nhất định chúng ta sẽ quyết chí chọn cầu sanh cực lạc, gọi là xả ly ta bà, hăng hoang cực lạc nhất định. Nên mỗi một người chúng ta gặp được Phật pháp, đây là cơ hội được giải thoát, cơ hội được sống cuộc đời an vui tự tại. Mỗi một con người chúng ta tại sao không sống những ngày tháng lạc quan yêu đời, sống tốt đẹp vui vẻ, mà đi sống những ngày tháng khổ đau nặng nề, đến cuối cùng chết đi thì đọa tam đồ ác đạo. Cái nhân của buồn khổ là cái nhân của tam đồ, cái nhân của an lạc vui vẻ là cái nhân để giải thoát. Mỗi người chúng ta phải nhớ rằng là sống vui vẻ, sống tự tại là sống có phương hướng và sống cởi mở, và có thể giúp được rất nhiều người. Còn sống nặng nề, sống buồn phiền, sống lo âu là sống của đọa lạc. Tuy là chưa đọa tam đồ ác đạo, nhưng mỗi ngày chúng ta đang sống trong tam đồ ác đạo. Còn một con người vui vẻ, tự tại, khoan dung tha thứ, dù là chưa giảng sanh thì cực lạc, nhưng họ mỗi ngày đang hưởng được cái vui vẻ an lạc của cực lạc. Nên tại sao chúng ta mỗi ngày không sống cho đặc biệt? Chỉ cần chúng ta buồn chết một người nào thôi là chúng ta khổ rồi. Bình tĩnh suy nghĩ có đúng không? Mình buồn chết một người nào là mình khổ. Mình không vừa lòng vừa ý người nào đó mình khổ. Mình không có tâm cảm ơn là mình khổ. Chỉ cần mình vừa mang cái tâm mà không cảm ơn là mình khổ liền. Còn mình vừa mang cái tâm cảm ơn là mình an vui liền. Vì mình mang cái tâm cảm ơn là mình sẽ khoan dung và tha thứ.
Còn mình mang một cái tâm không cảm ơn là chắc chắn là mình hờn, mình trách, mình hận, mình thù, là tự nhiên mình khổ. Nên hôm qua chúng ta có chia sẻ một đoạn: giúp người là giúp mình, hại người là hại mình. Mỗi ngày mình mang một cái tâm thương yêu, giúp đỡ người là mình đang vui vẻ, là đang giúp mình. Rõ ràng đúng quý vị. Nên tại sao người học Phật chúng ta mỗi ngày chúng ta không mang một cái tâm giúp đỡ người, để mình có được sự an vui và tự tại. Mỗi một người chúng ta sống một cái hành động học Phật phải mở rộng tâm lượng ra. Đến với một người mang một cái tâm nhiệt tình, hết lòng hết dạ. Đừng có chi cầu vật chất. Khi có vật chất thì hết lòng hết dạ. Nhưng hết vật chất rồi thì quảnh mặt quay lưng, thất bại rồi. Người đời không tu hành động như vậy còn có thể được, tại vì nhân quả họ tự làm, tự chịu kệ họ. Còn cái người nghe đạo, người tu của chúng ta mà có vật chất, có tiền bạc thì vui vẻ hoan hỷ, cung cung kính kính. Còn hết tiền, hết bạc, hết vật chất thì quảnh mặt quay lưng. Một cái hành động này của người tu mình thì thôi quá tệ luôn quý vị. Tệ quá. Người như vậy thì không thể nào mà họ nhận thức được cái việc giải thoát được. Tại vì sao? Vì tâm trạng của họ là nhận thức về vật chất, nhìn nhận về vật chất. Họ đâu phải là cái tâm cầu sanh cực lạc đâu. Nên đối với họ tiền bạc rất nặng nề. Một cái người mà đối với tiền bạc vật chất quá nặng nề thì người này làm sao tu đạo giải thoát được. Khuyên người ta thì buông bỏ, còn mình thì nắm giữ. Kêu người ta buông bỏ ngay mình để mình chữ lại, vậy làm sao giải thoát hả quý vị? Làm sao giải thoát đây? Nên tất cả những điều chia sẻ này của chúng ta đều là chỗ nhận thức để nhìn thấu rồi buông xuống. Từ người cư sĩ hay người xuất gia, quý vị biết rằng là có những người xuất gia tu đạo tuy còn trẻ mà vì sao họ cứ bệnh rì rì. Quý vị để ý nghe. Quý vị không phát tâm phục vụ chúng sanh, quý vị mỗi ngày sống tu hành ngồi trong một cái cốc, có khi bệnh hoạn sẽ đến với mình. Tại vì sao? Vì cuộc đời của một con người có làm thì mới có ăn. Người ta làm, người ta đưa cho mình ăn thì người ta cũng bỏ công cực khổ vô cùng mới có. Có khi cái đồng tiền người ta cúng cho mình là người ta tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Còn mình thì mỗi ngày ăn không ngồi rồi, hưởng của đàn na tính thí thì tự nhiên bệnh đau sẽ đến với mình. Mà Phật pháp mà mình như vậy thì người ta nhìn nhận Phật pháp này không có kết quả, không có lợi ích. Mình là người học Phật, mình mới làm một cái gì đó có lợi ích trong cuộc đời này, rồi mình mới hưởng của đàn na tính thí. Con người mình thấy học Phật pháp nó có ý nghĩa. Từ ông bà cha mẹ mình nhìn nhận mình học Phật như vậy có ý nghĩa trong cuộc đời. Rồi mình có việc làm gì, rồi mình cởi mở vui vẻ, mình sống trong cái đại chúng khi mình còn trẻ này, nương chúng nhờ chúng, thì tự nhiên con người mình khỏe mạnh, có sức khỏe. Còn nếu như mà mỗi ngày mình ở trong một cái nhà nho nhỏ, dụng công tu thì cũng không ra dụng công tu, có khi còn xài điện thoại lướt sóng trên mạng, vậy thì kể như là mình tiêu thua. Nó không thể nào phát triển được cái tâm tu giải thoát. Thân thể thì bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi, vậy thì thua. Chỉ cần nương chúng nhờ chúng, nương vào đại chúng, cùng tu cùng làm việc với đại chúng, tự nhiên có sức khỏe. Mà con người nó tỉnh táo hoạt bát vô cùng. Nhớ, tỉnh táo hoạt bát lắm. Cái pháp môn tịnh độ này phải dùng cái câu là tịnh thì nơi nào cũng tịnh, mà độ thì nơi nào cũng độ.
thì mới gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Khi chúng ta gặp pháp môn tịnh độ là chúng ta có cơ hội giúp chúng sanh. Tại vì mỗi người chúng ta đem pháp môn niệm Phật này để giới thiệu trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi công việc, thời gian nào chúng ta cũng có thể đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu được. Nhận thức được chỗ này thì quý vị mới thấy tịnh độ vô cùng thù thắng. Pháp môn tịnh độ có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong tất cả nghề nghiệp công việc gì cũng có thể niệm Phật. Nên câu Phật hiệu này cực kỳ là hay khi áp dụng trong cuộc sống, và thấy cuộc đời mình có ý nghĩa vô cùng. Những đức hướng dẫn tất cả các cháu nhỏ đi về chùa, những đức nói rằng chỉ cần các con biết niệm Phật là các con sẽ thông minh. Các con biết niệm Phật giết rồi, từ người xấu trở thành người đẹp, từ người không có phước từ từ có phước, người không có duyên từ từ có duyên. Tất cả con nít chỉ cần biết niệm Phật là tự nhiên có duyên và có phước. Đứa con nít này siêng năng niệm Phật, nhất định sau này đứa con nít này hiếu với cha mẹ, hiếu với cha mẹ. Hồi tối những đứa có nói với các cháu một câu, bây giờ những đứa có nói bao nhiêu văn tự hay cỡ nào các con làm cũng không được. Như vậy mà niệm Phật thì chuyển được nghiệp, thì tự nhiên phát thiện. Chính bản thân những đức nói ai mà dạy những đức mà những đức nghe. Như vậy mà chỉ có niệm ai với đà Phật, tự nhiên chuyển cái tạp khí của mình từ từ. Rất hay. Nên cái công đức niệm Phật thù thắng lắm. Nhất định phải dạy cho người thân của mình, con cháu mình biết niệm Phật. Đây mới là món tài sản lớn nhất mà chúng ta để lại cho con cháu mình nè. Nên cô giáo Lưu Tú Văn cô có nói một câu, đối với con trai con gái của cô đều để lại một câu ai với đà Phật. Nếu như con của cô có thiện duyên biết sử dụng thì đây là bảo vật vô giá, còn nếu như nó không biết sử dụng thì thôi. Quý vị phải biết rằng riêng những đức ở đây thấy rõ ràng, những đức mạnh dạn nói một câu, chùa của mình chỉ có Phật A Di Đà ngài lo nổi thôi chứ không ai lo nổi. Về cái cuộc sống, về chi dùng ở mình ở đây thôi quá nhiều. Đúng rõ ràng, chân thật niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật lo. Đạo tràng này là đạo tràng của A Di Đà Phật, nơi tiếp dẫn người về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nên chúng ta chân thật niệm Phật thì ngài sắp xếp, ngài lo hết. Đặc biệt tuyệt vời vô cùng. Nên mỗi một con người chúng ta phải chân thật mà tin đối với pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ này đi vào ngay cái chỗ gì? Lòng tin. Bây giờ mình kiểm qua lòng tin của mình, khi mình gặp bệnh đau một chút là quý vị sẽ kiểm qua lòng tin của một con người niệm Phật này liền. Thí dụ như bây giờ có những người cư sĩ trong cái trận dịch bệnh, người ta bị dịch mà tuyệt đối người ta niệm Phật cho tới cùng luôn, vậy mà niệm hết bệnh luôn. Có rất là nhiều người trong cái mùa dịch, họ bị dịch mà họ mỗi ngày nghe mình giảng pháp, họ cứ chân thật niệm Phật, thọ mạng chưa hết họ khỏe rõ ràng. Nên câu Phật hiệu này có thể áp dụng trong tất cả mọi lúc mọi nơi, trong tất cả các bệnh hoạn, rồi tất cả tính tình sân hận khó chịu, buồn giận hận trách đều có thể áp dụng câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này chỉ cần chân thật mà niệm thì nghiệp chướng gì cũng quá dài. Nên mới nói rằng niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thọ diệt hà sa. Nên chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ gọi là gặp được báo vật vô giá. Những đức nói rằng nếu như những đức không gặp cái báo vật vô giá này thì cuộc đời những đức sống những ngày tháng vô nghĩa trong cuộc đời. Hồi tối ngồi nói chuyện với các cháu, đưa lên tư tưởng cho các cháu, mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, chỗ nhận thức gần gũi sâu sắc nhất là chúng ta nhìn cha mẹ của mình bị một gia đình nhỏ buộc ràng. Cha mẹ mình nói rằng cha mẹ mình hy sinh vì con, vì gia đình. Nhưng sự hy sinh đó cha mẹ mình buồn khổ. Nếu như cha mẹ mình buồn khổ thì làm sao con có sự an vui tự tại?
Cũng như cái gốc cây đã chết rồi thì cành lá, hoa quả làm sao sống nổi vậy? Nên người làm cha làm mẹ dù hy sinh vì con nhưng phải có được sự an vui tự tại và giải thoát. Vậy thì các con mới có thể được an vui tự tại giải thoát. Nên chúng ta nghe đạo rồi, chúng ta đừng bao giờ đi vào con đường hy sinh mà buồn khổ, chán nản, để đi vào con đường đọa lạc, khổ đau. Sự hy sinh của người làm cha làm mẹ mà như vậy thì quý vị tạo ra cái nghịch cảnh, nghiệp duyên cho con của mình. Mình hết lòng vì gia đình, hết lòng vì chồng, hết lòng vì con, hết lòng vì vợ, hết lòng vì con. Nhưng không phải sự hết lòng đó mà chúng ta trở thành kẻ mù quáng. Không thể nào như vậy được. Hãy càng nghe được Phật Pháp để cái sự nhận thức của mình thiệt là sâu sắc. Cuộc đời con người sống một đời ngắn ngủi, những ngày tháng sống khổ vì sống chi quý vị? Không phải khuyên mình đi ăn chơi, không phải niềm vui là của cái ăn chơi, nhậu nhẹt, làm những điều sai quấy, không phải. Mà niềm vui là chúng ta sống được giải thoát tự tại cái tâm, chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Đúng rồi. Có rất là nhiều người làm cha làm mẹ, đời của họ hy sinh. Từ khi tuổi trẻ cho đến tuổi già họ còn muốn hy sinh thêm một chút nữa cho con. Nhưng sự hy sinh của họ là sự hy sinh đọa lạc. Vì sao? Chỗ hy sinh của họ là không có quạt lên, mà sự hy sinh của họ là hạ xuống. Họ hy sinh vì gia đình nhưng họ không tiếp nhận đạo pháp. Họ hy sinh bằng cái sự mù quáng tối tăm. Họ hy sinh cho quan gia trái chủ mà họ không hướng về một quốc độ cực kỳ tự tại an vui của thế giới cực lạc. Vì thì sự hy sinh của họ là đổi lại cho họ là khi chết đi đọa tam đồ ác đạo. Bình tĩnh suy nghĩ đi. Trong cuộc đời này có rất nhiều người làm ông bà cha mẹ đều có tâm hy sinh. Quý vị phải nhận thức được cái việc nếu như gặp những nghịch cảnh trong cuộc đời đó là thiếu nợ thì phải trả. Nhưng một bên là trả nợ, một bên là chúng ta phải hướng về quốc độ cực lạc, đó là niệm A Di Đà Phật. Chứ không thể nào trả nợ, vui trả nợ mà chúng ta không niệm Phật. Như vậy thì khi chúng ta trả nợ, chúng ta chết đi tiếp tục, chúng ta sẽ đi xuống lại. Nên mỗi một con người chúng ta có thể vui trả nợ và hưng khởi tâm trả nợ. Thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì? Mà làm được là do ngay chỗ nào? Là do vì chúng ta có một con đường đi, đó là thế giới cực lạc, thì chúng ta mới thật sự vui trả nợ. Giống như bây giờ người ta làm một việc gì cực khổ vô cùng mà người ta nghĩ về cái việc người ta sẽ thành đạt được cái đó thì người ta sẽ cố gắng. Thì bây giờ mình có thể chịu khổ chịu cực được trong tất cả những sự việc trong cuộc đời này không? Than quán. Vậy thì mình phải là người có điểm đi về tốt đẹp thì mình trả nợ không than quán. Chỗ đi về tốt đẹp chỗ nào? Là thế giới cực lạc. Vậy thì ở cõi này mình trả nợ vui vẻ, mình không than, không trách, không hận. Nếu mỗi ngày mà mang cái tâm khoan dung tha thứ thì vô cùng là an vui và tự tại. Cuộc sống này quá ý nghĩa rồi. Tại sao chúng ta không tiếp nhận Phật Pháp và nhận thức quý vị? Bây giờ thí dụ như giờ chúng ta mang một căn bệnh đau, nằm liệt giường liệt chiếu. Bây giờ nghe như vậy một cái, chúng ta nằm đó chúng ta rên chỉ có ích lợi gì không? Mình rên như vậy thì khi cơn vô thường đến thì ngu đầu mã diện đến dẫn mà đi xuống tam đồ ác đạo luôn. Thí dụ như bây giờ chúng ta không biết niệm Phật, chúng ta bệnh đau, ung thư hay bệnh gì đó, đau đớn vô cùng. Mình nằm đó mình ơi đau quá, đau quá, ơi đau quá. Nó có lợi ích gì không? Không. Sự rên rỉ than thở là ở trong tam đồ ác đạo, trong địa ngục mới như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta mang một cái than khổ đau này mà chúng ta lại có hướng đi về cực lạc. Vậy thì cái lúc mà đau đớn đó quý vị thế cái câu nào vô? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A-di-đà-phật, đúng không? Thế câu A-di-đà-phật vào cái thang vang, lúc trước không biết niệm Phật thì nhảy mũi một cái, hắt xì một cái, còn kéo thêm câu ơi già. Bây giờ chúng ta biết niệm Phật rồi, hắt xì một cái A-di-đà-phật, bị mất cục ực một cái A-di-đà-phật. Có nghĩa là dùng câu Phật hiệu trong mọi lúc mọi nơi áp dụng trong cuộc sống, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nếu người thật sự vì sanh tử thì nghe được cái việc khuyên niệm Phật hưng khởi cái tâm vô cùng. Người không thật sự vì sanh tử, dù có nghe nhiều đi chăng nữa thì cũng là như những lời hí luận. Phải nhận thức được con đường giải thoát của mình. Nên như Đức Thường khuyên hàng Phật tử, muốn tu tịnh độ mà cả đời không bỏ cuộc thì phải nhận thức được tịnh độ thù thắng, phải tin pháp môn tịnh độ này cho tới cùng. Mà muốn tin có Phật hiện này cho tới cùng thì mỗi một con người chúng ta phải căn được bổ túc, được nhắc nhở suốt, cô động văn tự, gây dựng tính tâm. Đây cách học này nè, cô động văn tự, gây dựng tính tâm. Như câu đầu chúng ta nói, kiểm qua tính nguyện của một người niệm Phật khi gặp bệnh đau. Nhớ nghe, kiểm qua tính nguyện niệm Phật khi gặp bệnh đau. Một con người tu mấy chục năm trong cuộc đời, kiểm qua cái tâm tu giải thoát của họ khi gặp bệnh đau. Nếu như chúng ta là người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau quyết chí cố gắng niệm Phật cho tới cùng, dù gặp cái duyên đưa đẩy mình đi gặp bác sĩ đi chăng nữa, nhưng cái tâm cầu sanh cực lạc phải cực kỳ cao hơn. Như vậy thì mới thành tựu được con đường giảng sanh. Nhớ, mới thành tựu được con đường giảng sanh. Thí dụ như cô giáo Lưu Tố Văn, cô bị bệnh, con cô đưa cô đi khám bệnh, cô nói à được. Nếu ban đầu mà những con người này họ muốn như vậy quá mà mình không chịu đi thì có khi trong lòng họ không vừa lòng, không vừa ý. Nên tùy thuận vì cô có khả năng, vì tính nguyện kiên cố. Cô biết rằng bác sĩ không thể nào trị được thọ mạng đến. Khi đi khám bệnh mấy điểm, tới lúc cô nói một câu rằng bây giờ không đi đâu nữa cả, tôi đã chiều các người rồi, bây giờ các người phải chiều tôi, bây giờ các người phải giúp cho tôi, các người niệm Phật đưa tiễn tôi về cực lạc đi. Vậy đó mà cô chân thật cô niệm Phật. Cô niệm Phật rồi xong cô hết bệnh luôn. Mà bệnh lao da, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng cái bệnh lao da này còn đáng sợ hơn là bệnh ung thư. Cơ thể của cô nó sưng phù lên thêm khoảng 20 kg nữa, da nó nứt ra hết, chảy nước vàng. Vậy đó mà cô chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, gia đình của cô hút hít khóc. Cô thấy được, cô nói ồ, các người sao đi khóc chứ ạ? Tôi đến thế gian này mấy chục năm khổ quá, bây giờ tôi chuẩn bị đi về nhà rồi, tại sao các người không niệm Phật đưa tiễn tôi đi về nhà mà khóc? Cô chân thật niệm Phật, thọ mạng chưa hết, tiêu nghiệp hết bệnh, rõ ràng y rang lời Ấn Tổ dạy luôn. Hết bệnh, hết bệnh rồi, quý vị biết rằng là gương mặt cô nứt nẻ hết trơn, niệm Phật thời gian lành lặn là hết hoàn toàn. Bác sĩ gặp còn kinh ngạc, bác sĩ biết cô là con người nói thật, hỏi cô nói bác sĩ tin liền. Bác sĩ hỏi ủa bệnh cô uống thuốc gì hết, cô nói không uống thuốc gì hết, chỉ có niệm Phật hết bệnh, bác sĩ tin. Vì da mặt của cô bị nứt nẻ như vậy mà bây giờ lành lặn, cô thoa thuốc gì? Cô nói rằng, nói bác sĩ tin hay không? Bác sĩ nói, cô nói tôi tin, tôi không thoa thuốc gì cả, tôi chỉ có niệm A Di Đà Phật tự lành 100% luôn. Quý vị chỉ cần chân thật niệm câu Phật hiệu này để tự nhiên tự lành luôn. Nên chúng ta phải tin vào bổ nguyện Di Đà cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Phải tin, tin rồi thì tự nhiên cái tâm tu của chúng ta tuyệt vời lắm. Mỗi ngày chúng ta sẽ thích mót câu Phật hiệu lắm. Vì sao? Niệm được một câu Phật hiệu là mừng thêm một câu. Vì sao không niệm?
Vì 6 điểm. Những Đức nói rằng nhà mình mà có người niệm Phật, nhà mình người ta đến niệm Phật thì là cái gì? Đại phúc báo đến nhà. Nhà mình mà người ta đến người ta niệm Phật là đại phúc báo đến nhà. Nhớ nha quý vị. Nên cái người mà biết lập đạo tràng ở trong nhà mà cho người ta niệm Phật, đúng là quý vị biết tạo ra đại phước báo ở trong gia đình quý vị. Một người thầy chuyên niệm Phật, chân thật niệm Phật đi đến nhà quý vị, dẫn thêm những người niệm Phật đi đến nhà quý vị tu một thờ, đúng là đại phước báo đến nhà. Nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà một câu Phật hiệu này đặc biệt đại thù thắng để giải quyết tất cả những vấn đề khổ đau trong cuộc đời chúng ta. Phải tin. Đã tin rồi thì chân thật mà niệm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử khắp nơi nơi. Mỗi ngày nghe như vậy chúng ta chân thật niệm Phật, cùng nhau niệm Phật. Để hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị vui vẻ, hay với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.